Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Tokyo Go và lại là mình Sơn Nguyễn đây. Sau một tuần mình trải nghiệm chiếc DJI Osmo Mobile 5 này thì mình đã đúc kết ra được một số điều, ví dụ như là chiếc gimbal này nó có tải trọng được tối đa khoảng bao nhiêu để có thể tối ưu nhất này, hay là chiếc gimbal này nó phù hợp với chiếc máy quay điện thoại nào, hay là chiếc gimbal này thì ai nên mua, thì tất cả chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong video này anh em nhé. Intro thôi nào. Ok, thì cái điểm đầu tiên mình phải dành một cái lời khen cho DJI là càng ngày họ càng cho chúng ta một chiếc gimbal phải nói là nó rất là nhỏ gọn, đúng không nào anh em? Và nó nhỏ gọn như thế nhưng mà nó sẽ cho chúng ta một cái thiết kế, thậm chí nó có thể kéo dài ra như là một chiếc gậy selfie như thế này được. Thì đây là một cái điểm mà mình đánh giá rất là cao ở DJI. Trước đây thì mình đã từng chơi tay một chiếc gimbal rồi nhưng mà nó chỉ là 20 mà thôi, thì nó chống rung phải nói là khá là kém. Còn trên DJI Osmo Mobile 5 này, khi mà chúng ta chưa thực sự làm quen với nó ấy, thì có thể có cảm giác là cái gimbal này nó không thực sự là chắc chắn đâu. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một số cái tip để cho chúng ta có một chiếc gimbal chống rung thật sự là hoàn hảo anh em nhá. Thì cái điểm đáng khen ở trên chiếc gimbal này là bây giờ đây nó cho chúng ta một cái thiết kế vật liệu này, hay là màu sắc của máy trông nó rất là đẹp, trông nó kiểu nó hơi ngả hồng một chút. Các chị em phụ nữ thì sẽ rất là thích cái chiếc gimbal này vì cái sự nhỏ gọn cũng như là những cái đường nét nó rất là tinh tế của chiếc gimbal này. Thêm vào đó nữa thì chính là chúng ta có thể dễ dàng sáng tạo những cái nội dung như là vlog, TikTok các thứ của cá nhân chúng ta có thể tự quay. Đó là một cái điểm rất hay chiếc gimbal này. Tuy nhiên thì đấy chỉ là một số những cái điểm ưu điểm của chiếc gimbal này thôi. Còn đằng sau đó thì có một số những cái điểm mà anh em cũng thực sự là chưa nắm rõ được về chiếc gimbal này. Thì hôm nay mình sẽ xin phép hướng dẫn cho anh em một chút. Hôm trước thì mình đã cầm chiếc gimbal này, chiếc Osmo Mobile 5 này đi quay một số các cái clip TikTok về thời trang fashion. Thì mình quay bằng chiếc iPhone 12 Pro Max anh em ạ. Thì với cái chiếc gimbal này khi mà mình lắp nó lên nó rung bần bật. Khi mà mình quay nó rung, gọi là rung hơn cả chúng ta cầm tay bình thường chúng ta quay luôn ấy. Nhưng mà quái sao gimbal hơn 3 triệu mà quay rung như thế, thà tháo ra quay bằng tay còn hơn. Nhưng mà không đâu. Tất cả những em nào mà đang dùng điện thoại dòng 11 Pro Max này, 12 hay là 13 Pro Max, những cái thiết kế dòng điện thoại nó to như thế, nó nặng như thế, thì cái chiếc gimbal này nó vẫn có khả năng nó cân được rất là tốt cho chúng ta. Và làm sao để có thể làm như thế? Thì đầu tiên anh em hãy lắp điện thoại lên, lắp vào cái ngàm như thế này, cân thật là kỹ anh em nhá. Anh em cân thật là kỹ, sau đấy thì lắp lên trên thân gimbal. Rồi, sau đó anh em hãy vào trong app cho mình. Anh em sẽ phải vào và cân lại cái đường chân trời, cân chỉnh lại, bởi vì là mỗi chiếc máy nó sẽ có một cái độ lệch nhất định. Chúng ta có thể cân nó lại làm sao cho nó về không, để cho nó cân bằng nhất. Đấy là cái bước đầu tiên. Rồi sang đến bước thứ hai thì anh em hãy giúp mình vào chế độ là Auto Calibration để có thể tùy chỉnh, để cái motor của gimbal này nó sẽ tự động tính toán, nó cân cái độ nặng của điện thoại này, độ trễ về bên nào này, sau đấy thì nó sẽ cân lại. Và lúc này thì gimbal chúng ta sẽ đưa ra một cái lực cân motor làm sao cho phù hợp nhất với cả chiếc điện thoại của chúng ta. Và lúc đó thì chúng ta mới có một cái shot hình phải nói là thật là mượt, thật là đẹp. Đó, thì lúc đầu mình cầm lên mình bảo thôi chết rồi, cái gimbal này mua hơn 3 triệu mà bây giờ cân iPhone 12 Pro Max không được. Trong khi iPhone 12 Pro Max hay 11 hay là 13 Pro Max đi, các chị em đã rất thích dùng, bởi vì là các chị em thích xài đồ to mà. Gimbal thích xài đồ nhỏ, nhưng mà điện thoại lúc nào cũng thích xài đồ to. Chính vì thế mà bảo bây giờ mà con này mà không cân được 12 Pro Max hay là 13 Pro Max thì phải nói là rất là đáng tiếc, chị em sẽ không ai mua cả. Nhưng mà không đâu, chúng ta buộc phải vào calibration nhé. Với tất cả các dòng máy, kể cả chúng ta sử dụng điện thoại nhỏ đi, ví dụ như là iPhone XS đi hay là iPhone X đi, thì chúng ta lắp lên đây chúng ta cũng hãy vào Auto Calibration để nó cho chúng ta một cái lực cân nó tối ưu nhất cho chiếc máy. Lúc này shot hình chúng ta nó mới được hoàn hảo nhất anh em nhá. Đừng quên bỏ qua bước này. Đấy là cái điểm đầu tiên mà mình muốn nhấn mạnh với anh em. Mình thấy rằng là khá là ít người nhắc tới cái điểm này trong clip review, thì hôm nay mình xin phép giới thiệu với anh em một chút thôi nhá. Còn về các cái chức năng ở trên thân gimbal thì phải nói là nó quá ổn định, nó quá là ngon. Và cái điểm thứ hai là một cái điểm mà mình thấy là hơi hạn chế một chút em nhá. Đấy chính là cái miếng dán ấy, cái miếng dán cố định ở trên lưng của điện thoại ở cái phiên bản Osmo Mobile 4 ấy, thì trên phiên bản Osmo Mobile 5 đã bị lược đi mất và chúng ta sẽ chỉ có một cái miếng nam châm như thế này thôi. Thì cái hạn chế ở đây là gì? Khi mà mình muốn quay nhanh chẳng hạn, mình gắn sẵn ở trên điện thoại rồi, mình có thể đặt bập phát lên đây, mình có thể quay được luôn. Còn với cái miếng ngàm này thì nó tiện thì tiện thật, tiện là những cái lúc mà chúng ta tháo ra mà thôi. Còn khi mà chúng ta không sử dụng đến gimbal điện thoại nữa thì có ai để cái miếng này ở trên điện thoại không? Thường là chúng ta sẽ tháo ra và cất đi cho nó gọn, đúng không? Thì lúc mà chúng ta quay ấy, chúng ta lại phải cân lại từ đầu. Đây là một cái điểm hạn chế thứ nhất. Cái điểm thứ hai này, cái điểm này mới là điểm chí mạng này. iPhone to thì cân được rồi, thế còn iPhone bé thì sao? Bây giờ đang có rất là nhiều anh chị em sử dụng máy phụ để có thể quay cho mình clip TikTok, đúng không nào? Mặc dù nó không đẹp nhưng mà nó tiện. Đấy, vậy thì ví dụ như là bây giờ mình muốn sử dụng một chiếc iPhone 5 như thế này, mình quay thì sao? Mình có kẹp lên đây được không? Câu trả lời chắc chắn là không. Và khi mình đặt ở đây nó sẽ rơi xuống. Đó,
nó không thể kẹp được vào. Những chiếc điện thoại bé không kẹp được. Hơi hạn chế một chút đúng không? Mình thấy đây là một cái điểm mà phải nói là hơi hạn chế một chút trên gimbal này. Và mình rất là thích cái miếng dán ở mặt lưng. Nó vừa là một cái ring để chúng ta có thể đeo vào tay, nó không bị rơi ra ngoài, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà chúng ta có thể sử dụng, chúng ta có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào, lắp lên gimbal phát là dùng được luôn. Đấy là một cái điểm mà nó rất là tiện, mình rất là thích. Còn trên Osmo Mobile 5 thì nó đã bị bỏ đi mất rồi, và nó chỉ có cái ngàm này thôi. Thì đấy, như mình đã nói, nó có hai cái điểm hạn chế. Cái điểm thứ nhất là khi mà mình sử dụng nó sẽ không được nhanh. Cái điểm thứ hai là điện thoại bé thì không lắp được. Tuy nhiên thì cái việc bỏ đi cái miếng dán cũng là điều dễ hiểu thôi. Lý do thì mình nghĩ rằng là như thế này. Bây giờ đây thì rất là nhiều các điện thoại sử dụng sạc không dây, đặc biệt là với Apple. Chúng ta đã có 12 và 13, iPhone 12 và iPhone 13. Chúng ta đã được trang bị cái sạc MagSafe. Và khi mà đi kèm với cả những ốp lưng hay là những cái đốc sạc MagSafe nó gắn bọc và phát lên lưng máy ấy, thì việc mà dán lên đấy một cái miếng nam châm như thế này nó sẽ rất là khó, đúng không anh em? Nó sẽ rất là ảnh hưởng tới cái việc mà chúng ta sử dụng sạc không dây. Chính vì thế mà cái việc mà lược bỏ đi thì mình thấy nó cũng là một cái điều hợp lý. Có qua thì cũng có lại. Đó, thật ra thì bây giờ các thiết bị công nghệ họ phát triển khá là nhanh. Nếu mà chúng ta còn sử dụng những cái chiếc iPhone 5C như thế này để mà quay phim ấy, thì mình khuyên anh em là nên đổi máy đi nhá. Tại vì là cái chiếc máy này ấy, nó cho chúng ta một cái chất lượng quay ghi hình nó khá là tệ. Đấy là với đánh giá của mình. Nếu mà tốt, tối ưu nhất trong tầm giá rẻ thì anh em nên lựa chọn chiếc iPhone 7 Plus trở lên, hoặc là iPhone 8 Plus, cao hơn nữa thì có iPhone X, đúng không nào? Cái điểm thứ ba ở trên cái chiếc gimbal này là một cái điểm mà mình nên khen chứ không phải là chê. Mình sẽ không chê cái chiếc gimbal này ở điểm thứ ba này. Đấy chính là cái khả năng tracking của chiếc gimbal này phải nói rất là tuyệt vời. Mình phải công nhận rằng là cái Active Track 4.0 rất là tuyệt vời ở trên chiếc Osmo Mobile 5 này. Tại vì là nó cho chúng ta một cái khả năng tracking, một cái thuật toán tracking mới, nó rất là thông minh. Ngay cả khi mà chúng ta khuất khỏi khung hình trong khoảng thời gian ngắn, khoảng 1-2 giây, thì sau mà chúng ta ra khỏi cái khoảng khuất đó, nó vẫn có thể tracking theo mặt của chúng ta được, là cái thứ nhất nhá. Cái thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cử chỉ để chúng ta điều khiển cái chiếc gimbal này tracking cho chúng ta. Cái điểm này thì nó đã có ở trên cái dòng Active Track 3.0 rồi. Tuy nhiên là trên phiên bản này nó vẫn được giữ lại. Đây là một cái điểm hay và nó nên được giữ lại. Trong cả những phiên bản sau, nếu mà cải tiến hơn nữa thì càng tốt. Còn với phiên bản này mình đã thấy nó khá là ngon rồi. Thì với cái khả năng Active Track 4.0 này, chúng ta có thể giơ hai ngón tay lên như thế này trước camera, nó có thể tự động tracking cho khuôn mặt chúng ta, và ngay lập tức thì sẽ quay luôn với cái chế độ Active Track đó. Còn khi mà chúng ta muốn dừng lại, chúng ta chỉ cần giơ bàn tay lên như thế này, stop như thế này, nó sẽ dừng lại cho chúng ta. Rất là thông minh và rất là tiện. Cái điều này thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho các TikToker hay là các YouTuber chúng ta muốn làm vlog cá nhân. Ví dụ như mình này, mình để máy ở đây và mình muốn quay hoặc là mình muốn stop từ xa, mình chỉ cần giơ cử chỉ lên thôi và nó sẽ auto nó tracking theo khuôn mặt mình, và mình có thể di chuyển, mình nói bất cứ ở đâu cũng được. Phải nói rất là tiện, lúc nào chúng ta sẽ không cần phải hạ tay xuống bấm quay rồi là chọn tracking khuôn mặt như ngày xưa nữa. Bây giờ chỉ cần đấy, nó sẽ tự động quay về chế độ tracking theo khuôn mặt của chúng ta rồi. Đây là một cái điểm mình thấy nó khá là thông minh và cần được cải tiến thêm về sau này nữa để chúng ta có một cái trải nghiệm sử dụng thật là hoàn hảo. Và tổng kết lại thì mình xin phép đưa ra một số các cái nhận định của mình sau một tuần mình trải nghiệm chiếc DJI Osmo Mobile 5 này. Thì với cá nhân mình thấy đây là một chiếc gimbal nhỏ gọn, rất là thuận tiện để có thể mang bất cứ đâu, với thời lượng sử dụng lâu, pin khá là trâu và có thể kéo dài ra như là một chiếc gậy selfie để chúng ta có thể tự quay những vlog cá nhân, trở nên tự nhiên, tự tin hơn rất là nhiều. Đi kèm là một cái khả năng hoạt động rất là thông minh. Cân thì cũng không, cái tải trọng của motor thì cũng không kém gì so với cả phiên bản DJI Osmo Mobile 4 cả. Chính vì thế mà đây là một chiếc gimbal mình thấy nó khá là đáng giá trong tầm giá. Thì không biết là cảm nhận của anh em thế nào với chiếc gimbal này, hãy cùng chia sẻ bên dưới phần bình luận của video nhé. Và đừng quên cho Tokyo Go xin một like, một sub cũng như là nhấn nút chuông để có thể nhận thêm thông báo về những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.